xa kẻ sâu ác, được thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chính là phước đức lớn nhất. Có học có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất.